sắp được ấy rồi mà làm gì biểu cảm kìa. Không, biểu cảm sắp ấy rồi được chưa? Chuẩn bị máy chạy đỡ đỡ đi ông đã. Ừ đó rồi, chuẩn bị nè, máy chạy nè, 3 đi. Ủa, chuẩn bị máy chạy 3 2 1 diễn. Thằng em chán có sao không? Dạ không sao. Thằng sáng nha. Dạ. À, là ơn này đủ. Không nha luôn. Không luôn. Không. Đỡ cháu không. Không. Em ơi. Chơi thì em kẻ. Anh cũng kỳ quá không? Tí ông là sao không đi lấy được? Thì lúc đó đổ đêm mà, lúc đó anh ngủ rồi, lúc đó đổi chỗ đấy. Thì con bé này nó quá dễ thương anh đó. Đổ đêm là chuyện cảnh là tấm chăn. Rồi, biết rồi, tôi thấy không phải để gì luôn đâu. Rồi, nè, anh ngồi đứng nhau nè. Rồi đây nè, anh đứng nè. Rồi, giờ nè. Bạn nào ôm nhau luôn nửa đêm rồi, hai anh nè. Ừ. Rồi, vô. Tại đầu đi, lúc đầu vô mấy người không tình cảm mẹ gì, như hai người dương. Đâu vậy, được rồi, người dương. Rồi thì, như xác sống người thì em ngủ đi, kèm em. Vô đây tình cảm vô. Yêu cái đi, quốc cái đi. Ủa sao đầu đứng đây rồi? Cho em quay đi nè. Vô. Cho em cảnh yêu đi nè. Bạo lực ghê đi. Trời ơi, làm như con búp bê. Trời ơi. Rồi vô. Không sao không? Không sao hả chị Bình? Nè chị ngấy đi. Dạ, vô. Được không? Nè. À, hàng phút muốn diễn vậy nè. Có sao đó, giống như hồi thầy tiếng Anh hồi sáng vậy đó. Rồi, sáng giờ có cảnh nào đâu. Dạ, có nhiều lắm. Mấy cái nha, gọi đó. Rồi, chuẩn bị nha. Máy chạy nè. Rồi 3, 2, 1, diễn. Thầy em thấy không bị sao không? Dạ, không sao. Thôi, đúng rồi. Thôi, còn sớm nè. Yeah.